Vâng, chúng ta cùng đến với màn hình máy ở game thủ Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh là người được cầm Mark C trong trận đấu này. Tôi không biết anh đang ăn quả phụ hay quả chính nữa, nhưng tại sao có 5 cây? Thấy bảo là có một cây đang lấp sau cây gỗ 40 kia. Và tôi mong rằng nó là như thế. Và đây là màn hình máy game thủ Chim Sẻ Đi Đẻ. Cầm Babylon, một bài mà nhìn qua đã thấy khung. Một bài nhìn qua đã thấy khung rồi. Vâng, nhìn nước dưa là biết đánh cung. Đã thấy quả phụ, đã thấy hiệu phụ, và đã thấy rất nhiều rừng. Một kèo đấu chạm 3 chạm 5. Hồng Anh cũng như Chim Sẻ chỉ cần chạm 3 thôi. Còn Hoàng Văn Nhi VN Lớp sẽ là chạm 5. Và chúng ta có thể thấy rằng là bây giờ thì Babylon đến được game thủ Chim Sẻ. Sau một vòng đi dò, anh đã thấy được đồ ăn và đã thấy được những cái cánh rừng. Và đây là một bài cầm Babylon rất đẹp, quá đẹp đến từ game thủ Chim Sẻ. Chỉ cần 1-2 chiếc BB, một chiếc BB và một chiếc BM thôi, kín hoàn toàn luôn. Vâng, đóng S chưa? Sao chưa thấy đóng S? Ăn cây gỗ mới đặt S thì thôi, tôi đến chịu thôi. Rất tỉ mẩn đến từ game thủ Chim Sẻ. Rồi, câu con voi về. Vâng, BB và BM sẽ đóng ở những cái khe rừng này. Nó sẽ khiến cho con ngựa giò của game thủ VN Lớp di chuyển đến nhà Chim Sẻ Đi Nắng phải mất rất nhiều thời gian. Con voi đang được câu về một cách rất từ tốn. Và tôi nghĩ là như thế này thôi. Còn đâu là cắt dân lên ăn quả phụ và ăn hiệu phụ ở trên kia. Không cần phải lùa thêm 1-2 con nhiều gì về nữa, rất mất tay. Cắt dân ra, làm cái BS nữa, ăn bầy yêu bên trên để có một bài 2S. Lên đời xong đóng một cái S thứ 3. Như vậy là 3S luôn. Ăn S nào? Ăn S dưới đi. Tôi thích như vậy hơn. Ăn S dưới. 26 dân 852. Phi bầy yêu trước đóng S cũng được. Hơi xa một tí, nhưng dù sao đây là một cái S nó khiến cho Chim Sẻ Nắng sẽ rất dễ đánh. Do có một bãi vàng ở đây, một thằng nông dân quốc vàng từ sớm, Chim Sẻ sẽ có được 50 vàng nâng giáp 4. Bên phía đội bạn dường như là Roman, Mark C thì phải. Như vậy là Kata, Roman, hình như thế. Vâng, khán giả báo về là độc cô cầm Kata. Độc cô của bạn là người cầm Kata. Chỗ khe rừng giữa rừng già và rừng thông này có đóng được BM không? Không biết là có đóng được BM không? Đây là BA rồi. Và BM đóng ở đâu? F đời là rất khét, cạnh luôn BA rồi. Tôi nghĩ là như thế. BM đóng ở dưới này đi, gần giữa rừng thông và rừng già này. Chỗ này đóng được là ngay đầu mỏm này, làm cái BM ở đây thì vâng, làm ngay cái đầu mỏm đấy thì đối phương lại phải đi vòng lần nữa. Nhưng mà có lẽ rằng Chim Sẻ anh đang tính toán đến đường đi quân. Và anh không đóng cái BM theo một cách thủ toàn tập như vậy. Và ngựa giò VN Lớp đã đến. Ngựa giò đầy đủ công giáp. Những bước chạy giò rất khoan thai đến từ game thủ VN Lớp. Và anh sẽ làm hại được rất nhiều Chim Sẻ Đi Nắng trong trận đấu này với một con ngựa giò. Tôi đảm bảo như thế. Chim Sẻ sẽ còn phải yếu lực và nhiều khả năng anh còn phải nhận thực để có thể nâng bánh xe. Cần nhận thực để nâng bánh xe. Màn hình máy game thủ Hồng Anh. Và anh cũng đang hành lạc được vào nhà của game thủ VN Lớp với một bài cầm Mark C. Có rất cắt được hai thằng nông dân đi dâng nghi không? Viên Lớp cũng cầm Mark, à Viên Lớp là người cầm Roman thì phải. Vâng, dấu hai thằng nông dân rất nhanh. Còn bãi gỗ sao không đo? Kìa bãi gỗ kìa. Vâng, để người ta vào xong sau đấy là chết luôn bãi gỗ. Thế thì nhục. Vâng, ngựa chém rồi, game thủ độc cô của bãi đã chuẩn bị đến. Hồng Anh cần rất chú trọng. Bây giờ thì con ngựa giò game thủ độc cô của bãi vẫn đang rất khó chịu. Màn hình máy ở game thủ Chim Sẻ thì sao? Anh vẫn chưa bị chém động vào. Chim Sẻ đang khung rất nhanh với một lượng gỗ dồi dào. Đã đóng được mấy A rồi. Bây giờ mới chỉ được 6 cái ruộng mà hai thằng nông dân ăn quả cái nữa, như vậy là được 8 cái. Tổng cộng là 8 cái ruộng vẫn sóc đều 4 A. Một nhà A thụt. Và như vậy thì Mark C sẽ là người chết đầu tiên rồi. Chém màu 2 bắt đầu tạt cho nhà Mark C. Và như vậy Mark C là người chết đầu tiên. Đúng bài rồi. Không có gì là khó hiểu cả. Mark C là người chết đầu tiên cũng đúng thôi, bởi vì Chim Sẻ là người đánh thủ. Có bãi quả như thế này thì đóng một cái BG ăn được tí thực nào hay tí thực đấy. Vâng, Chim Sẻ còn phải bơm đồ cho Hồng Anh nữa. Vâng, đóng cái BG này chắc thả thằng nông dân nó ăn được đâu. Tôi nghĩ như vậy. Hồng Anh vẫn đang có rất nhiều tay đi quấy rối nhà đối phương. Hai con đi bắt đầu tạt chéo cánh. Không, anh muốn giữ nhà cho game thủ Chim Sẻ cơ. Màn hình máy game thủ Chim Sẻ vừa mất oan bãi gỗ. VN Lớp đang có một trận đấu đánh rất bay. Chết một số lượng nông dân khá lớn. VN Lớp là người cầm Roman. À nhầm, VN Lớp là người cầm Mark C thì vậy. Hay là cái gì? VN Lớp Roman. Thế Hoàng Mai Nhi Kata sao? Màn hình máy Hồng Anh vẫn đang giữ được tham 21. Không, như vậy là VN Lớp đang ăn được game thủ Hồng Anh, ăn được rất nhiều dân đến từ game thủ VN Lớp. Và đây là một điều mà tôi nghĩ rằng VN Lớp sẽ rất yếu trong những tập sắp tới, và VN Lớp sẽ không thể vắt đều được hai nhà lò của mình. Hồng Anh đang tạo được một sự đột biến, quá đột biến đến từ game thủ Hồng Anh, chỉ bằng hai con chém của Mark C. Quá kinh nghiệm. Hồng Anh đã bắt đầu thúc y vào mồm nhà VN Lớp để giảm áp lực cho Chim Sẻ đấy rồi. Màn hình máy Chim Sẻ, có thắng thì công đầu phải là Hồng Anh. Trận thi đấu này có thắng thì công đầu phải là Hồng Anh. Vâng, bơm chuẩn 200 vàng, nâng rác, nâng đầu máu, rất đồng đội. Bây giờ thì Babylon ra thêm ruộng đi. Chim Sẻ cần phải để phát triển một cách thoải mái, bởi vì là chúng ta có thấy rằng chỉ cần hai con chém thôi, tham lai bật hoàn toàn. Màn hình máy game thủ Hồng Anh rất hay, tham lai đây là 21/52. Hồng Anh vẫn đang có những bài đánh chém một cách cực kỳ thông minh và tinh tế. Carthas đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi đang khá yếu, không phải một bài khỏe đến từ Hoàng Mai Nhi. Và game thủ Hồng Anh đang câu giờ một cách rất tốt. Nông dân còn nhiều kệ đi, càng giữ nhiều dân càng tốt. Không sao cả. Đến với màn hình máy Chim Sẻ, tham lai đang nở ra là 42/64, giáp 4 đã được nâng xong. Bây giờ thì anh đang có hai con khung giờ đi móc máy nhà đối phương. Trận đấu này Chim Sẻ cần phải tận dụng được lợi thế đánh cung và đi cung của mình. Rất hay đến từ game thủ Chim Sẻ. Chỉ với một con khung giờ bây giờ thì anh vẫn đang khiến cho game thủ VN Lớp Hoàng Mai Nhi rất khó chịu. Hoàng Mai Nhi sẽ mất bãi vàng. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Hoàng Mai Nhi cũng đang rất tỉnh. Vâng, 50/60. Chim Sẻ đã bắt đầu đứng quân ra ngoài để có thể chờ và có thể đón nóng những tên chém của đối phương. Một tên đứng quân quá thông minh và tinh tế. Cùng giờ đã mắc công nghệ. Bây giờ thì dãy hàng E ở dưới là một cái điều mà tôi đang rất quan ngại. Hồng Anh ơi, hơi lên Hồng Anh, hơi lên Hồng Anh. Nhưng bây giờ thì Kata thủ y. Hồng Anh đang bắt Kata đưa về thế thủ y, như thế thì Chim Sẻ càng dễ đánh. Khi mà Kata không thể trâu chém được và Kata buộc về thủ y Thì như vậy là một cái thế quá dễ đánh dành cho cầu thủ Hồng Anh cũng như là cầu thủ Chim Sẻ Nắng. Hồng Anh đã bán máu quá tốt và bây giờ nhiệm vụ của Chim Sẻ Nắng là chỉ đóng đinh vào, đóng những chiếc đinh cuối cùng vào cái quan tài của VN Lớp cũng như Hoàng Mai Nhi thôi. Quá đơn giản. Bây giờ thì cùng gò đang đứng nhà là quá đông. Với một lợi thế đánh cung của Chim Sẻ Nắng, với một lợi thế sóc cung đều và trâu như này, Chim Sẻ vẫn đang cho VN Lớp và Hoàng Mai Nhi gặp quá nhiều sự khó chịu. Tách cùng là điên đảo và VN Lớp có lẽ anh đang ngồi chỉ thề, vừa đánh vừa chỉ thề. Tôi thề luôn là như thế. Vâng, mỗi nơi có một con cùng gò vào đánh thủ để đối phương phải quýt. Lại tiếp tục một lần nữa, chiến thuật là như vậy. Quá hay đến từ cầu thủ Hồng Anh. Một lần nữa chúng ta có lẽ chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cực kỳ lớn dành cho cầu thủ Hồng Anh rồi. Quá hay dành cho anh. Một tông ảo đến từ cầu thủ Hồng Anh. Một tông đánh chém quá quái và cực kỳ ảo đến từ cầu thủ Hồng Anh. Anh đã cho cầu thủ VN Lớp phải mất tham một cách rất đau đớn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu thứ hai ngay sau đây.